Mẹ con cũng giận, cũng trách cha dữ lắm. Ừ. Mà sau này rồi con không còn trách cha nữa. Con suy nghĩ sao mà con không còn trách cha con nữa hả bé My? Dạ, thì nếu mà cha ở với con mà không được vui thì thôi cha tìm niềm vui mới của cha. Ừ. Con cũng không có trách. Những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực đi tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau thương hướng đến một tương lai. Tất cả hãy cùng chung tay với bà con nghèo, hãy đến với chúng tôi. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị các bạn trở lại với kênh Nghĩa Phước Vlog. Nghĩa xin gửi lời chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thưa cô chú anh chị, đến với video hôm nay Nghĩa xin gửi đến quý cô chú anh chị các bạn đây về hoàn cảnh của chị Cúc. Chị Cúc thì đi bán vé số nuôi một bé đi học và một bé bị tật nguyền, thưa cô chú anh chị các bạn. Và trớ trêu hơn là trong hoàn cảnh của chị là chồng chị đã vì tham giàu sang đã theo người khác bỏ chị với hai đứa con, ở lại sống trong một cái ngôi nhà mà được cái cà phê Suối Mơ tặng chị bấy lâu nay, thưa cô chú anh chị các bạn. Thì hàng ngày với cuộc sống mua bán vé số đó, và chị cùng với con của chị phải đương thêm lục bình để mà cải thiện cái thu nhập hàng ngày. Một cuộc sống ở đồng quê, ở vườn rất là thiếu thốn mọi thứ về vật chất cũng như tinh thần, thưa cô chú anh chị các bạn. Xa xa phía trước là cô chú anh chị có thể thấy là ngôi nhà của chị cũng như là chị và hai bé hàng ngày mỗi ngày đều ở phía trước đó để đương đác những cái tấm lục bình để cải thiện những cái thu nhập hàng ngày, thưa cô chú anh chị các bạn. Căn nhà mà hai mẹ con, ba mẹ con đang sinh sống nha cô chú anh chị. Và chồng của chị thì theo nhận vừa được biết là đã bỏ đi cũng khá là lâu rồi. Dạ, phía trước của chú anh chị là chị Cúc cũng như là bé ở đây. Một cái hình ảnh quen thuộc hàng ngày của chị cũng như là của bé đây, thưa cô chú anh chị. Dạ, con chào cô. Chào con. Dạ chị ơi, thì em cũng được anh Nghĩa đây chia sẻ là hoàn cảnh của gia đình mình cũng khá là khó khăn á, tại vì chồng của chị cũng đã bỏ đi để lại cho chị hai người con. Và cuộc sống thì cũng rất là bấp bênh đó, cho nên hôm nay em ghé đến thăm gia đình của mình đó. Dạ. Chị cho em gái này mình trò chuyện xíu nha. Dạ. Chị cho em với lại khán giả biết là mình tên gì chị ha? Tôi tên Thạnh, chị Cúc. Chị Cúc. Chị Cúc. Năm nay mình nhiêu tuổi rồi chị ha? Tôi 56 tuổi rồi. Dạ. Công việc hàng ngày của mình là đương lục bình này hả chị Cúc? Chị đi bán vé số. Đi bán vé số rồi về mới đương thêm nè. Dạ. Cái này là về đương phụ ngày phụ thêm. Chứ đi bán này, bán vé số sáng đi bán tới mới về. Cái lục bình này là mình đương là để làm cái gì hả chị? Đương làm thảm đó. Làm cái thảm này đấy hả? Dạ. Cái thảm này là để những cái nồi cơm lên hả chị, hay là để làm sao? Không biết, cái này thảm này mình đang cho người ta đó, mình không biết là ta để cái gì, không biết. Nếu như mình làm đó là một miếng gì là được bao nhiêu tiền hả chị? Một miếng này được 9 ngàn nè. Đang xong như vậy là được 9 ngàn hả? 9 ngàn chưa trừ điện dây ra. Một miếng vậy là làm thời gian là khoảng bao lâu chị? Cỡ 15-20 phút ạ. Cỡ 20 phút á mới gọi được tấm. Dạ. Rồi hàng ngày chị bán vé số vậy, rồi thời gian đâu mà mình còn đan cái này nữa? Vì chứ giờ chú thấy bây giờ có ba mẹ con, mà một bé là để đi học, còn bé này thì bệnh vậy đó, rồi chú coi đi về thì cũng phải gắng, mà gắng cố gắng để đan.
chứ bây giờ mình đi bán thì một ngày bán cái số đâu có bao nhiêu tiền đâu. Dạ. Được vài chục tờ, 7, 8, 9 chục tờ, 100 tờ, rồi phải tranh thủ gì vì cho con này nó ăn cơm rồi cho nó thức dậy. Dạ. Nó ngủ ở trong mùng mà nhỏ em nó thì nó đi học, rồi không cho nó ra mùng thì nó xé ra mùng, cho nên phải tranh thủ cỡ 8 giờ là về cho nó thức dậy, cho nó ăn uống rồi đi bán tiếp. Dạ. Bán rồi xong rồi về bắt đầu phải đương thêm lục bình này nè, đặng cho tiền cho con bé đi học. Vậy là một ngày là mình phải đi bán vé số, rồi về mình còn đang lục bình, rồi dạ, phải chăm con đó, cái người con này đang bị bệnh đó hả chị? Dạ. Ừ, chú thấy cái hoàn cảnh nó khổ vậy đó, rồi ừ, phải gắng cố gắng. Ông xã ông đi theo vợ bé năm nay gần 10 năm mà chú. À vậy đó hả? Dạ. Lúc đi theo vợ bé thời gian đầu là chị có biết nguyên nhân như thế nào không chị? Hay là hai người đó quen như thế nào không? Hồi đó mình đi làm trên thành phố á, xong rồi cái má bà, hồi đó con bé này là gửi cho má bà nuôi, rồi cái má bà chết, bà chết cái mấy đứa em dâu á nó mới kêu thôi giờ chị về chị lấy mà ý là chị nuôi con nhí đi, rồi về mới nuôi con nhí này nè, là ổng ở trển ổng đi theo vợ bé đó mà ổng đi làm 2-3 tháng rồi cái bắt đầu ổng đi luôn. Vậy là ngày xưa là hai vợ chồng làm ở trên Sài Gòn hả chị? Dạ, đi Đồng Nai làm ngoài để làm mướn ngoài á. Rồi cái ổng mới đi theo vợ bé luôn ở ngoài ngoài, rồi mình ở trong nhà này mình không có biết. Rồi tới ổng đi luôn, đi tới năm nay là 10 năm rồi. Dạ. Rồi ở nhà đó rồi bắt đầu từ ngày ổng đi là 3-4 năm trời là ổng mới điện được một lần. Con bé nó điện, nó điện được cho cha nó một lần. Chứ ổng không có về mà cũng không có về thăm con nữa. Dạ. Rồi chú thấy ở nhà lúc là lúc tôi bệnh tôi bị đi mổ bị khối u vú đó, cũng ở nhà có một mình mấy mẹ con đi mổ rồi về, rồi bây giờ nó nhức lại mà không có tiền đi trị bệnh mà điện đài cũng không được luôn, tính điện xin tiền đang đi trị bệnh nè. Chú thấy mấy ngày nay nó nhức đi về hả, về đi dáng mà cố gắng mà ngồi mà đương vậy nè, chứ không dám nghỉ. Tính gán tới thứ hai thứ ba gì gần tới thì nè đi lên ông bú khám lại tôi coi nó sao mà nó cứ nhức cái băng hông hoài, không biết nó cái hồi đó có cái khối u nhỏ, mổ rồi xong rồi bác sĩ nói là có khối u nhỏ, nếu mà chừng nào nó phát sinh lên bự nữa thì phải mổ nữa, mà sao mấy ngày nay sao nó cứ nhức mỏi nó cái thắt lưng nè, yeah, nhức chỗ cái hông chỗ cái gần cái ngực nè mà nó nhức quá. Ở là mà, chồng của chị là bỏ đi á, là bao nhiêu lâu rồi hả chị? 10 năm mà chú. À, là bỏ mẹ con mình 10 năm đấy hả? Dạ. Rồi khi đó là chị về đây là chị đâu có biết là ảnh ở trên đó có nhân tình hả? Không có biết. Rồi tới sao mà cứ mòn mỏi chờ hoài không thấy sao, thấy gì mà điện đài thì không được. Dạ. Rồi cái nghe mấy đứa nó nói là ổng cặp với con nhỏ đó nó có con, nó gả Đài Loan. Dạ. Ở dưới Cà Mau á, rồi nói vậy rồi thôi, rồi bắt đầu mình cũng không có gặp mặt gì á. Cái tới hồi lúc má ổng chết á, là cách đây cỡ 4 năm rồi má ổng chết, cái ổng mới có diện lần. Diện lần thì ổng dẫn nhỏ đó nó về, rồi về ở đâu bên bà và chồng mình bển á, trên bên của chị bển á, rồi đám ma xong rồi ổng đi luôn chứ cũng không có về thăm nữa. À, lúc đó là ổng có nhân tình mới là bỏ mẹ con mình, là không có nói tiếng nào luôn hả chị? Không có nói tiếng nào hết trơn, không có nói là giờ tôi có vợ khác hay là gì chân. Dạ. Mà có lần đó điện được lần cái ông mới nói là nếu mà ổng ở với con đó mà không có thành, không có lâu được, không bền á. Dạ. Thì ổng cũng không có gì ở đây nữa, ổng cũng có kiếm bà khác nữa. À. Chứ ổng không có gì ở với mình. Như tại vậy? Vì hồi lúc đó là chị bị bệnh đó. Dạ. Rồi đi mổ 2 lần khối u vú nè, cho nên là không biết nghĩ sao rồi ổng nói là nếu mà ổng không ở với con kia thì ổng cũng không có gì ở đây.
Rồi thôi giờ ông đối xử phũ phàng vậy thôi, rồi chị cũng không có quan tâm. Vậy có là một mình chị là phải gồng gánh nuôi hai đứa con nhỏ từ đó đến bây giờ luôn. Dạ. Rồi hồi lúc mấy năm nó khổ lắm. Từ lúc đi bán vé số nó cũng có tiền đập đổi cho con nó ăn học. Dạ. Rồi bây giờ định năm nay á là cho nó nghỉ học cho hết có lo nổi rồi. Mà mấy ngày nay cứ bệnh đau hoài. Mà đi bán mà sáng này chị giá bán tính bữa nay là số chắc bữa nay ế dữ lắm luôn rồi. Dạ. Chị ơi, cho em hỏi là bé con của chị nè, bé lớn này nè là bị bệnh gì hả chị? Nó bị chất độc màu da cam á chú. À, dạ. Là bị bẩm sinh luôn á hả? Dạ. Hồi xưa là anh chị giờ có đi lính gì không mà sao mà lại bị chất độc màu da cam? Không có đi lính mà cái nghe nói hồi đó bác sĩ đó rồi má bà đi làm, bà già bà đi làm cho cái sổ đó. Dạ. Rồi bác sĩ nói là nó bị chất độc màu da cam. À. Là lúc sinh ra là đã bị rồi hả chị? Dạ. Cho nó trong bụng mẹ đó. Dạ. Rồi chân thấy hả vậy đó khổ chết luôn mà. Ở đây nó xét nó không có cho mình được hộ nghèo, phải được hộ nghèo á mình cũng đỡ tiền bảo hiểm, khỏi có tốn tiền mua. Dạ. Chứ thấy mua không, rồi tiền trường tiền học cái gì cũng đóng không, không đâu có được miễn giảm gì đâu. Dạ. Rồi cứ thấy vậy đó, rồi giờ là lo học không có nổi nữa, nó thôi về con nghỉ đi chứ không, mẹ không có lo nổi cho con học nữa đâu. Khổ thật sự là cả năm nay rồi khổ dữ lắm luôn. Một ngày mình đi bán vé số gì đó là được bao nhiêu tiền hả chị? Chị bán được 100 vé. À, vậy là cũng một ngày khoảng 100 ngàn thu nhập không? Dạ, lời cũng được 100 ngàn. Mà có khi mình cũng bán không có được, có lúc mấy ngày nay là bệnh là bán không có được nhiều. Dạ. Miễn đi bán được xa xa mới được 100, có khi được 120, 121. Dạ. Mà có bữa thì 80-90. Cũng không chừng có lúc khỏe thì đi bán nhiều, còn lúc bệnh thì đi bán ít. Dạ. Như chị là một ngày mình đương được bao nhiêu cái miếng này chị? Đi về bán về thấy khỏe thì đương được miếng hai miếng. Ừ. Còn có khi có bữa họ cũng không có đương được miếng nào hết trơn. Tại vì chú thấy về rồi nằm đâu có ngồi vậy nổi đâu mà ngồi đương đi xe đạp đó, đạp đi tối ngày trời nắng đi còng còng ở ngoài lộ ở gác bán cho hết số rồi mới về. Về rồi mệt mỏi quá rồi đâu có ngồi đương nổi đâu. Yeah. Rồi đương được bao nhiêu đương cũng như cái này đương thêm phụ thêm, cái lúc nào khỏe thì đương như đó. Rồi bắt con bé nó đương thêm, nó đương tiếp. Là chị tính là hết năm nay là cho bé này nghỉ học á hả? Dạ. Bây giờ là bé lớp mấy? Nó lớp 9 rồi. À. Không có khả năng đi lo nổi nữa chú ơi. Vậy để em chờ chị với bé xíu ha. Dạ. À, chú chào con gái. Dạ, em chào chú. Ừ. Con cho chú với lại ông bà cô bác biết là con tên gì ha? Dạ, con là Trà My, năm nay học lớp 9. À, con gắn cái mic vào bên con nhìn chú ha. Gắn sao? Lấy xăm đi. Dạ. Cái kia đấy nè. Con năm nay học lớp 9 hả? Dạ. Rồi thành tích học tập của con có giỏi không hả bé My? Dạ, thành tích của con cũng được. À. Ừ. Là hàng năm á là mình đạt học sinh giỏi hay khá con? Dạ, con đạt học sinh khá. À. Con học có ở gần đây không? Dạ không, con trường của con cách đây xa lắm. Ủa sao nãy chú thấy con đi bộ về? Dạ tại vì con xe con mấy ngày bị hư nên là con đi bộ về. Là bình thường là con đi học là con đi bằng xe đạp hay là có gian bạn? Dạ con đi xe đạp. À, rồi bữa nay là xe đạp hư cho nên là đi nhờ với bạn hả? Dạ. Từ ở nhà con á đi ra tới trường học là khoảng bao xa hả bé My? Dạ khoảng 4-5 cây số. Ừ. Một ngày á là con đi học mấy buổi? Dạ một ngày con đi học một buổi. Rồi con đi học gì đây nè? Ừ. Hằng ngày á là
Mẹ cho con bao nhiêu tiền đi học? Dạ, nếu mà bữa mẹ bán được thì mẹ cho con 10.000, còn không thì có 5.000. Có 5.000 vậy rồi sáng sớm thì con đi học vậy rồi con ăn uống làm sao? Dạ, con mua đủ được cái ổ bánh mì con ăn. 5.000 là chỉ mua được ổ bánh mì xong thôi à? Ừ. Rồi vô trường là không có ăn gì thêm, không có uống nước luôn hả? Không. Nghe đứa trẻ thấy thương không? Rồi những lúc ra chơi thì sao con? Rồi bạn bè đồ đi xuống trường đi chơi, đi ăn uống đó, rồi con làm gì lúc đó? Dạ thì nếu mà có bài tập thì con ngồi trên lớp con giải, còn không thì con đi vòng vòng trường, con ngắm này kia xong rồi con trở lại lớp ngồi. Đi ra chơi rồi các bạn có thường hay rủ con đi xuống trường chơi không? Dạ cũng có, mấy bạn hay rủ con đi ra căng tin mua đồ ăn nhưng mà con nói là con không có tiền nên là thôi, mấy bạn đi đi con trong lớp con ngồi. Là con nói với các bạn vậy đó hả? Là con không có tiền cho nên là con cũng không có dám đi chung với các bạn đúng không? Dạ. Lúc đó thì khi con có nói với các bạn là con không có tiền không hay là con giấu các bạn? Dạ, con cũng có nói là tại mình không có tiền nên là thôi, các bạn đi đi mình ở lại lớp mình ngồi. Nghe cái chữ cái thương quá trời luôn. Rồi cuộc sống của mình với lại hoàn cảnh của mình như thế này nè bé My, con có cảm thấy là mặc cảm với các bạn gì không con? Mình có thấy là tủi thân gì không? Dạ, lâu lâu cũng tủi thân lắm nhưng mà ông trời sinh ra mình đâu được chọn đâu chú. Ông sinh ra mình đâu thì mình ở đó thôi. Nghỉ tay cho con, nghỉ tay trò chuyện với chú ha. Dạ. Con nghĩ là do số phận của mình đã như vậy rồi cho nên là con cũng không có buồn, không có tủi gì chứ hả? Dạ. Lúc ba con bà bỏ mẹ con á, lúc đó là con mấy tuổi hả bé My? Dạ, lúc đó con mới được có 4 tuổi rồi chú. Lúc đó là con có biết chưa? Dạ chưa. Rồi đến khi nào con mới nhận thức được là cha của mình đã bỏ mẹ con của mình? Dạ, lên lớp 5 là con mới biết là cha mẹ mới nói là cha bỏ mẹ con rồi. Rồi lúc đó con nhìn các bạn của con mà có cha có mẹ có được yêu thương gì đó, còn con thì không có được như các bạn gì đó, lúc đó con buồn dữ không? Dạ, con nhiều lúc con cũng buồn lắm chú. Thấy bạn bè có cha có mẹ đầy đủ, con cũng tủi thân lắm. Con có từng tâm sự với mẹ không? Dạ con cũng hay hỏi mẹ là sao cha không về. Chứ mẹ nói là cha bỏ hai mẹ con mình rồi. Nghe nói cái đau lòng quá trời luôn. Trong thâm tâm con là có mong ngày nào đó cha con về với mẹ con không? Dạ có. Dù ra thì cha cũng là cha của con mà, con cũng mong cha về. Bé My ơi. Dạ. Lúc đầu á, khi con biết được là cha của con bỏ mẹ con của con á, thì con có giận ba không? Dạ, con cũng giận, cũng trách cha dữ lắm. Nhưng mà sau này rồi con không còn trách cha nữa. Con suy nghĩ sao mà con không còn trách cha con nữa hả bé My? Dạ, thì nếu mà cha ở với con mà không được vui thì thôi cha tìm niềm vui mới của cha. Con cũng không có trách. Chú hỏi con điều này ha. Dạ. Bây giờ là con có mong là được cha mẹ đưa đón yêu thương giống như các bạn không bé My? Dạ, có, con cũng muốn được cha đưa đón như học với mấy bạn ấy. Nhưng mà cuộc sống không có cho phép mình đạt được cái niềm mơ ước đó con ha. Dạ. Là hàng ngày con đi học á là con đạp xe đạp là từ nhỏ đến lớn luôn hay là lúc nhỏ là mẹ con đưa rước con? Dạ con đạp từ nhỏ tới lớn luôn, con đạp từ hồi lớp 2. Từ học lớp 2 là con đã đạp một mình rồi hả? Dạ. Ở lớp 2 học được cái gì đâu.
Rồi bây giờ con có liên lạc gì được với ba con không? Con có thường xuyên gọi điện cho ba không? Dạ, con lâu lâu con gọi cha ăn lận, tại vì nếu mà gọi hoài cha cũng không có bắt máy. Lâu lâu con gọi cha ăn lận. Có được cái dịp nào cha bắt máy không con? Dạ, thì cũng lâu lâu rồi cha cũng bắt máy một lần, còn không thì để máy bận con mà. Lúc đó là cha nói gì với con? Dạ, con hỏi cha là cha còn tiền không, cha gửi gì cho mẹ đi, mấy nay mẹ bán không có được, mẹ bệnh ở nhà. Rồi cha thì cũng nói là để từ từ cha gửi cho, nhưng mà cả tháng trời cha không có gửi gì hết trơn. Bé My ơi, bây giờ nếu như ha, chú nói nếu như mà ba của con đang ở trước mặt con thì con sẽ nói điều gì với ba của con? Con chỉ muốn là cha về đây ở với mẹ, lo lắng cho con với chị được ăn no đủ bữa thôi. Trời ơi, ăn no đủ bữa thôi đúng không chị ơi? Là hàng ngày á là mẹ con đi bán từng tờ giấy số, vì là lo cuộc sống của gia đình mình không có được đầy đủ ha. Dạ. Con cũng muốn là có cha có mẹ để lo lắng cho mình, với lại có được cái niềm vui hạnh phúc gia đình nhỏ con đúng không? Dạ. Nghe bé nói thấy thương cái trời của đất luôn. Chú thấy vậy chứ, nghe con khổ dữ lắm. Dạ. Con ngồi xích ra mẹ đi bé đi. Rồi hàng ngày á là ngoài việc đi học á thì con có về con phụ giúp mẹ con việc gì không bé My? Dạ có, mỗi ngày mà con đi học về là con đương phụ mẹ mấy tấm thảm ở nhà. Rồi phụ việc nhà đồ này kia, xong rồi con học bài. Rồi con cũng phụ mẹ làm những cái công việc là đương thảm nãy ha. Dạ. Con có biết nấu ăn gì không? Dạ có, con biết nấu cơm rồi làm đồ ăn đồ này kia cho chị với mẹ ăn. À, vậy là những lúc mà mẹ con về nghỉ trưa rồi mẹ con đi bán buổi chiều á thì công việc buổi chiều là nấu cơm nấu nướng rồi là con làm luôn ha? Dạ. À, đứa gái chị mới có 14 tuổi đúng không con? Dạ. À, mà đã lo cuộc sống gia đình lo đủ thứ hết trơn. Con 14 hay 16? Dạ, mới có 14, chuẩn bị xem 15 mà chú. 15 sang 16 rồi con. Học lớp 9 rồi mà con. Rồi góc học tập của con là thường ở chỗ nào đâu hả? Bé My, con dẫn cho chú đi xem được không? Dạ, được. Là hàng ngày con học ở đây hả? Dạ. Ủa, cái bàn này mua hồi nào mà sao chưa thấy nó cũ, nó lủng lỗ hết trơn luôn rồi nè bé My. Dạ, bàn này con mua từ hồi năm lớp 3. Không, bàn này con không có mua, tại người ta tặng cho con. À, là được tặng từ năm lớp 3 hả? Dạ. Hồi lúc người ta xuống cho nhà, người ta cho luôn cái bàn con này. À, nhà này là cũng nhà tình thương được tặng hả con? Dạ. À, chú thấy khen quá trời, đây là thành tích học tập của con á hả? Dạ. Quá trời giấy khen luôn mà cô chú không biết. Sao được 7? À, chú thấy là cái cuộc thi về bơi lội phòng chống đuối nước này là sao cho con? Dạ, năm lớp 8 là con có đi thi bơi lội của trường á. À. Dạ. À, mình thi mình được cái bằng khen đó ha. Dạ. Ngoài việc học ra thì con có tài lẻ gì nữa không hả bé My? Dạ thì con không có tài lẻ gì hết trơn, chỉ biết đi học rồi về phụ mẹ thôi. À, bây giờ là trong cái quá trình mình đi học á thì có gặp khó khăn gì nhiều không con? Dạ cũng có, lâu thì con cũng không hiểu bài, nhưng mà con cũng đến kiếm mấy bạn đi hỏi lại bài. À, con dẫn chú ra vòng sau mình thông quanh nhà mình ha. Dạ. Gì vậy? Chú. Không. Hả? Đây là cái gian bếp mà con thường nấu ăn đó hả? Dạ. À, đây.
con nấu là chỉ dọn dẹn trên cái bếp này thôi hả bé My? Dạ con chỉ nấu có cái bếp này thôi à. Lâu lâu hết về con nấu trên bếp củi. Trời ơi, chú thấy cái cửa ăn sau này thấy nó siêu dẻo hết trơn, về đây là sao an toàn hả bé My? Dạ cái cửa nó cũng lâu lắm rồi chú. Rồi ban đêm mà đóng cửa thì sao gài lại được không? Con cái đâu con đóng thì thử cho chú coi. Con đóng, đóng con mở ra. Rồi vậy hả? Dạ. Mình chỉ khép lại được thôi chứ đâu có gài được đúng không con? Dạ cửa này là chỉ để chống gà thôi chứ nó không đâu chống được gì đâu. Trời ơi, vậy đây là lỡ mà ban đêm ăn hôm ăn trộm vô hay sao? Con cũng biết nữa. Con có sợ không? Dạ có chứ. Con từ nhỏ là con với mẹ con là đã sống ở đây rồi hả bé My? Dạ. Ở đây là quê nội hay quê ngoại của con? Dạ đây là quê ngoại con. À vậy là từ xưa đến giờ là ba với mẹ con cũng vẫn sống ở đây cho đến lúc mà con lớn là vẫn sống ở đây luôn tới giờ? Dạ. Sao mình không về nội mình sống ở quê nội? Dạ ở bên nội không ai chứa con chưa. Ủa sao vậy? Dạ tại nhà con nghèo không được như bên kia nên là người ta kỳ thị, người ta không cho con ở bển. Trời ơi, nhà con nghèo cho nên người ta kỳ thị con. Là quê nội con ở đâu hả bé My? Dạ quê nội con ở Sóc Trăng. À lúc đó thì khi ba với mẹ con cưới nhau thì ông nội bà nội có cho gia đình mình được miếng đất nào cấp nhà không con? Dạ ông bà nội thì chỉ cho cha con được có miếng đất nhỏ ở bên kia thôi, còn mẹ con thì không cho gì chứ. Là sao mà cho ba con mà không cho mẹ là sao? Dạ con cũng không biết nữa. Rồi con với mẹ con rồi với gia đình mình là thấy ở dưới không được cho nên là mới về đây ở tá túc trên đất của ông ngoại bà ngoại hả? Dạ đất này là của chú con chứ cũng phải của con. Ủa là con đang ở đậu trên đất của người cậu hả? Dạ đất này là của cậu con. Tại cậu thương nên là cậu cho miếng đất để xây nhà chú. Dạ vì là gia đình mình là không có miếng đất nào ở luôn. Dạ ở đậu. Đi ra ngoài đi con. Dạ. Cái nhà thì là nhà tình thương đó chú gì cho nên là cấp cũng rất là tạm bợ luôn. Trong phòng hả? Ở đâu hả? Dạ tối mẹ con chị ngủ ở đây còn con ở trong phòng. Tại chú thấy hình như có một cái phòng một à. Dạ các bạn của con có biết được hoàn cảnh của gia đình mình không hả bé My? Dạ con cũng đâu dám cho mấy bạn về nhà chơi đâu rồi hả, bạn cũng có biết nữa. Là các bạn không ai biết đó hả? Dạ không. Là do con mặc cảm rồi con mắc cỡ với các bạn cho nên là không dám giỡn hay sao? Dạ không, tại vì nhà con thì cũng đâu có cái gì để tiếp mấy bạn đâu cho nên là con sợ mấy bạn quá bạn chê nên là thôi không ngủ được. Thường ngày con học ở trong lớp thì con có nhiều bạn không? Dạ thì con chỉ có một hai đứa bạn nó hay nói chuyện thôi. Nhưng mà những người bạn đó thì con cũng không dám tâm sự về hoàn cảnh của gia đình mình luôn hả? Dạ. Có những ngày lễ hoặc là những ngày Tết này kia con thấy có những bạn những cùng trang lứa với con được cha dẫn đi chơi rồi đó, thì trong lòng con thấy như thế nào hả My? Dạ con cũng thấy buồn đó. Mà con cũng biết sao giờ. Cũng như những lúc nhỏ thì những bạn kia được cha mẹ đưa đón ha, còn con này là phải đi học có một mình lúc lớp 2 tới giờ. Dạ. Bây giờ chú hỏi cái này con ha. Nếu như mà một ngày nào đó cha con về đây nè, muốn con với lại gia đình của mình sum họp lại á, thì con có đồng ý không hả bé My? Dạ con cũng đồng ý, tại vì trong tâm con cũng thương cha lắm. Cũng muốn cha về bên đây ở với con.
Con có bao giờ con tâm sự với cha là con nói là cha ơi, con muốn cha về đây ở với mẹ con của con không? Dạ, con cũng muốn tâm sự lắm nhưng mà mỗi lần điện là cha chỉ nói được một hai câu xong cha cúp máy. Trời ơi, thương không? Bây giờ mà nếu như mà cha mà đồng ý về thì con cũng vẫn muốn là cha về đây sống với mẹ con của mình ha. Dạ. Hiện giờ là cha của con ở đâu con biết không hả bé My? Dạ không, cha con với cô kia đi đâu, đi nhiều nơi lắm con cũng không biết nữa. À, từ lúc cha con đi đến giờ thì có bao giờ về đây thăm con lần nào chưa? Dạ, lần cuối cha về đây là khoảng 3 năm trước. Cha về đây là chỉ gặp mẹ con rồi lấy một ít đồ xong rồi đi. Lúc đó cha về có hỏi thăm tình hình học hành sức khỏe của con sao không? Dạ, cha cũng chỉ hỏi được có 2-3 câu gì à. Rồi xong là đi liền luôn vậy hả? Dạ. Lúc đó con có nắm níu cha lại không? Dạ, con cũng muốn níu lắm nhưng mà cha đi nhanh quá con níu không nổi. Thôi mình đi ra ngoài đi con ha. Một ngày vậy đó là nếu như một mình con đó thì con đang được bao nhiêu cái thảm như thế này hả bé My? Dạ. Một, nếu mà một ngày con đang thì cỡ được có 3 tấm rồi chú. À, nếu như con đang 3 tấm là được 9 ngàn một tấm hả? Dạ. Cũng được 20 mấy ngàn. Thì trừ tiền vật liệu, nguyên vật liệu ra thì mình còn được khoảng bao nhiêu tiền hả con? Dạ, nếu mà trừ ra còn có 10 mấy ngàn rồi chú. À, nếu như mà một mình con thì con làm những cái công việc này một ngày vô được 10 mấy ngàn thì chắc cũng là đủ trang trải cho con đi học hả? Dạ. Rồi hồi nãy khi chú nghe là mẹ con cũng bị bệnh á thì con có hỏi thăm mẹ là bị bệnh như thế nào không? Dạ, lâu lâu con thấy mẹ mệt thì con có lại con hỏi mẹ có sao không rồi con đi nấu nước đồ này kia cho mẹ. Ừ, tại vì bây giờ là mẹ con cũng lớn tuổi rồi nè, mà cũng còn khá là vất vả, phải đi bán từng tờ giấy số để nuôi con đi học với lại nuôi chị của con bị bệnh nữa. Thì cho nên là khi con thấy những lúc mà mẹ có biểu hiện bất thường á thì con cũng quan tâm sức khỏe mẹ xíu. Dạ. Có chứ, cũng có lúc chị đi ban đêm chị cũng có dặn đó. Nếu con thấy mẹ có cái gì con la làng lên. Dạ. Mà con nít mình nó mê ngủ lắm chú ơi. Kêu lắm thì mình kêu vậy thôi. Nhưng thôi để mẹ chết rồi, không ai nuôi con. Có khi nào mà mình buồn quá mà mình tâm sự với con về cái nỗi khổ của mình không hả chị? Cũng có chú. Vì cũng buồn, nằm nó cũng than thở nói với con. Thật, cái số mình nó khổ vậy. Thôi gán con. Ê, bây giờ mẹ lo cho con học tới đó được rồi. Dạ, thôi mình nghỉ tay xíu đi chị. Giờ mẹ không có lo cho con học nữa, thôi con nghỉ học đi. Dạ. Để sang năm rồi đó, rồi có việc gì làm, để mẹ kiếm việc gì cho con làm. Mà thầy thì nói nó còn ham mập, nó còn nhỏ quá, chị cho nó nghỉ ngủ. Dạ. Cho nó đi học, đặng kệ gán cho lo cho nó học cái lớp 12 đi. Mà bây giờ chị nói thiệt tình là lo hết nổi rồi. Ừ. Thôi giờ hết năm nay thì con nghỉ đi. Rồi kiếm có việc gì làm, nó làm phụ mẹ chứ đặng để mẹ đi. Mẹ bán hoài một mình mấy ngày nay về cứ bệnh đau hoài. Cả nửa tháng nay rồi. Dạ. Về nó nhức hai cái đầu gối. Với nó nhức cái băng hồng. Mà chắc có lẽ là thứ hai này đi Cần Thơ đi lên trung tâm ông bú đi khám lại thử coi. Dạ, sức khỏe của mình cũng rất quan trọng á. Dạ. Thì chị cứ đi khám thử coi như thế nào để mình có hướng điều trị kịp thời á. Dạ. Dạ, thì cũng sợ
tại vì cái bây giờ nó hay có cái tình trạng mà bị tiểu đường rồi đó. Dạ. Rồi cái nó sợ nó có phát sinh cái bệnh khác mà chị, chứ chị cũng có bị bệnh tiểu đường đó. Dạ. Rồi sao thấy nó cứ đau nhức ngay chỗ cái gần cái vết mổ của mình đó. Dạ. Mà rồi để đi khám để coi có sao không, để sợ đây rồi nó có bệnh nhiều để mình không có tiền mình điều trị. Dạ. Rồi chết bỏ con lại không ai nuôi. Nghe chị nói đau lòng quá trời quá đất luôn của chú anh chị. Thiệt, tôi nói thiệt với chú, sáng là thức dậy là thấy là mừng rồi đó, sợ tao ý bệnh rồi chết bỏ con lại. Bây giờ con này nó chết trước chị á thì chị đỡ lắm á, mà dạ. Bây giờ nếu mà chị chết trước nó rồi, hai đứa này chú thấy ai đâu lo. Con Trà My thì đâu có lo được cho chị nữa đâu. Dạ. Rồi đó chú thấy nó khổ vậy đó. Mà dạy ông bà phụ hộ ok, mình mạnh giỏi, còn mạnh giỏi thì nuôi con. Cái chừng nào mà có thể ông thế bà thì thôi. Chứ bây giờ biết bỏ cho ai chứ. Chị ơi, bây giờ nếu như mà anh quay trở lại sống chung với gia đình của mình á thì chị có vui không? Nhờ đó tới giờ chị cứ đâu có thôi, đâu có ly dị gì đâu. Dạ. Thì chị cũng cho ảnh đường trở lại đó, chứ đâu phải là chị không cho đâu. Nhưng mà tại ảnh vô tâm, anh không có lo, không có nghĩ gì tới vợ con. Dạ. Chứ giờ nếu ví dụ như anh còn thương vợ thương con thì anh cũng về sống, chị cũng chấp nhận vậy. Dạ. Chứ chị đâu có phải mà tha thứ rồi cho ảnh có vợ bé rồi. Chị tha thứ hết, chị bỏ hết. Dạ. Yêu cầu về là nuôi con phụ chị thôi. Ừ. Chứ giờ chị không có còn đòi hỏi cái gì nữa chứ. Mà tại anh không có thương vợ thương con cho nên anh bỏ anh đi vậy. Bé My ơi, dạ. Khi nãy chú nghe mẹ con nói là sắp tới này cho con nghỉ học nè, rồi con tính sao bé My, con có chịu không? Dạ thì con cũng chỉ biết nghe mẹ thôi, chứ giờ nhà con thì cũng đâu có điều kiện gì nữa để học tiếp đâu chú. Mà trong lòng của con là con có muốn nghỉ học không? Dạ không, con vẫn muốn học tiếp. À. Dạ học để lấy cái bằng, để con sau này con làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ. À, mơ ước của con là làm bác sĩ. Dạ. Con ấp ủ cái ước mơ này bao lâu rồi hả bé My? Dạ mới có 2 năm nay chú. Ừ. Là từ ngày mẹ con phát bệnh đúng không? Dạ. À cho nên là con ước mơ được làm bác sĩ để trị bệnh cho mẹ. Dạ. Cái ước mơ rất là thiêng liêng luôn cô chú anh chị. Rồi nếu như mà mẹ con không có tiền rồi bây giờ là cho con nghỉ học giữa chừng gì nè, con không thực hiện được ước mơ của mình thì con có buồn, có hối tiếc không? Dạ con cũng tiếc lắm, nhưng mà thôi thì nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi mẹ với chị. Bây giờ con chỉ mới có 15-16 tuổi thì con đi làm được việc gì hả bé My? Dạ xung quanh đây ai nhận gì thì làm đó thôi chú. Có mấy cô có mở quán bán đồ ăn rồi, con cũng xin vô con phụ rửa chén đồ này kia thôi. Ừ. Tình nghiệp quá trời luôn, ước mơ được đi học làm bác sĩ để sau này chữa bệnh cho mẹ, chữa bệnh cho mọi người. Nhưng mà không biết là có thực hiện được hay không, tại vì cuộc sống bây giờ quá trời bế tắc. Thôi My nè, thì hôm nay chú xuống đây chú quay hình con vậy đó. Thì cũng mong là cái tương lai phía trước của con là sẽ thực hiện được ước mơ của con ha. Dạ. Cố gắng lên để đi học, để làm bác sĩ, để chữa bệnh cho mẹ. Dạ. Cũng cố gắng lên chị ha. Dạ. Em cũng mong cố là... Cố gắng chứ chú thấy bây giờ thật là sự là khổ lắm chú Nghĩa ơi, thiệt chứ. Dạ. Giờ chị dự định là tới... 3-4 ngày nữa là đi khám bệnh nè. Dạ. Mà bây giờ cũng chưa có tiền để đi khám trời bệnh nữa. Sợ không biết nó có phát sinh cái u của mình nó có bự hay là sao. Sao mà tự nhiên nó nhức ngày ban hông nó nhức dữ lắm. Nhức về đêm hay là ban ngày rồi chị? Ngày đêm gì nó cũng nhức, giờ cũng vẫn nhức bình thường. Có nghĩa là mình gán mình chịu để mình làm đi thôi. Dạ, chứ đúng rồi. Chứ bây giờ chú thấy gán chịu vậy là chứ nó nhức có khi cái tay dở lên nó không lên nữa nè. Dở cao lên là nó giật. Cho nên bởi vì chị thấy mấy ngày nay chị lo chị không biết có sao không biết nữa. Nên bởi vì mới gắng cố gắng mà tính làm rồi đi bán với bán rồi mấy bữa nữa đây cái thứ hai mới đi ông bú rồi đi khám lại. Cho yên tâm chứ chú coi cho giờ lỡ lên chợ nó khám nó nói có cái gì nữa, còn chị còn sợ còn lo nữa.
Dạ. Rồi bởi vì không dám đi khám bệnh là gì. Dạ. Dạ thôi, hôm nay em đến đây để quay hình gia đình mình, cũng chúc chị với hai cháu nhiều sức khỏe. Dạ. Mong rằng là cuộc sống phía trước gia đình mình sẽ có nhiều niềm vui hơn chị nha. Dạ. Cũng mong rằng cô chú anh chị các bạn xem được cái video của em hôm nay, thì nếu hữu duyên thì có đến giúp gia đình mình để vượt qua những khó khăn phía trước, và đặc biệt là cái ước mơ của em My sẽ được tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ là bác sĩ. Dạ. Dạ em chào chị, hai chú chào con. Dạ em chào chú. Cũng chào chú. Dạ. Nghĩa cũng không quên cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi video của Nghĩa đến thời điểm này. Nghĩa xin kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ.